Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe cập nhật cho anh chị và các bạn Ngay lúc này là một chiếc xe 7 chỗ Với Hyundai thì anh chị và các bạn quen với những mẫu xe lắp ráp trong nước Nhưng với chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn Đây là phiên bản nhập khẩu sản xuất là năm 2014 Phiên bản một cầu Có trang bị đầy đủ những các tiện nghi, tiện ích của mẫu xe Để anh chị có thể tham quan và đánh giá về một chiếc xe máy dầu 7 chỗ ngồi với không gian ngồi thoải mái sơn si của chiếc xe thì là có ngoại thất là màu trắng, mọi chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp từ những phần mép lối mép cản hệ thống bâm nốp, đuôi xe với những chi tiết tạo hình bóng đèn led rồi là những cái phần uh, chi tiết như tính năng an toàn cảm biến cam lùi hệ thống gạt mưa, rồi là đèn phanh trên cao, cốp của chiếc xe sử dụng là cốp cơ anh chị nhé. Với chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, à, với biển số của chiếc xe thì anh chị hoặc các bạn mua về thành phố lớn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển mà chỉ mất phí đổi biển thôi. Mệ phí phía trước bạ của chiếc xe này thì bây giờ nó rơi vào khoảng à, 13 triệu gì đấy. Thông tin chi tiết cụ thể thì các bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu. Đây là những cái tổng quan chi tiết về keo chỉ ốc ác của chiếc xe để anh chị có thể tham quan. Xe đang có mặt tại cửa hàng chợ ô tô Hòa Bình, số 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử anh chị nhé đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không bị đâm va không bị ngập nước bao trách tét mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan chi tiết cụ thể không dây gian hàng ghế thứ hai của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể đánh giá tổng quan kỹ hơn về chất lượng chiếc xe em đang giới thiệu nó còn đẹp không nội thất có ổn không về phần cái cửa thì ta sẽ quan sát về keo chỉ và những phần đinh tán, hệ thống táp ly, phím bấm của chiếc xe nó còn rất là rõ nét. Xe thì được trang bị tiện ích như là rèm che lắng hai bên cánh cửa. Bên trong đây là với những con ốc bản lề để anh chị có thể tham quan là xe có bị tháo rã về phần cánh cửa hay không. Cửa gió điều hòa của chiếc xe này thì nó được trang bị hai bên cánh cửa. À, với những phiên bản hiện đại gần đây thì nó đã được trang bị lui vào chính giữa trung tâm. Còn những phiên bản trước đó thì nó đã được trang bị là hai bên cánh cửa anh chị ạ. Đây là tổng quan chi tiết về hệ thống ghế ngồi. Không gian ngồi thoáng đãng cho ba người ngồi có hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh. Giúp anh chị và các bạn có một không gian thoáng đãng. Và đây là những cái chi tiết về hệ thống cánh lái của chiếc xe anh chị có thể ngắm qua. Những đường LED để đánh giá được chất lượng chiếc xe. Em sẽ quay đầy đủ hiện trạng của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu và cũng như là mình cân đối tài chính của mình. Có thể chọn lựa mua hay không mua. Những bác ở xa mà có nhu cầu cần xem chi tiết cụ thể hơn ở chỗ nào thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ video call hoặc là em sẽ chụp kỹ lại những cái phần anh chị và các bạn yêu cầu để anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân đối xuống xem xe. Để tổng quan chi tiết về bậc lên xuống này hệ thống ghế ngồi với hệ thống ghế chỉnh điện và có nhớ ghế hai vị trí ghế lái ghế phụ cũng có trang bị chỉnh điện anh chị nhé đây là những chi tiết ốc bản lề để các bác có thể thấy hệ thống ghế phụ với những cái phần má ghế và anh chị và các bạn lên quan sát kỹ ở cái phần ghế lái thì để anh chị bạn có thể biết được là xe đi nhiều đi ít Xe có trang bị đầy đủ các tính năng xây ghế rồi là vô lăng tích hợp màn hình giải trí nâng cấp lên màn hình Android rồi. Số km của chiếc xe đã lăn bánh đây anh chị này, 135.000 km. Tổng quan chi tiết về vô lăng của chiếc xe với những chi tiết phím bấm. Đây là hiện trạng của chiếc xe khi mới lấy về nhà khách về, chưa dọn dẹp gì đâu ạ. Vô lăng thì nó cũng đã có hiện tượng bị bong chóc rồi. Đấy là tổng quan chi tiết hiện tượng của chiếc xe thì em cũng nêu à, rõ luôn. Vấn đề quan trọng nhất của chiếc xe này bây giờ anh chị bạn có thể kiểm tra là về khung gầm máy móc động cơ hộp số. Sau đó mình mang xe vào hãng để kiểm tra đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái xe bị tai nạn, ngập nước. Sau đó mình sẽ thỏa thuận về cái mức giá làm sao cho nó hợp lý hai bên. À, với mức giá hiện đang đưa ra cho chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2014 nhập khẩu nguyên chiếc Phiên bản một cầu hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 660 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Thông tin cụ thể về chiếc xe thì các bác hãy liên hệ em, em sẽ giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.